bốn mẹo giúp cơ thể tự kiểm soát axit uric mà không cần ăn kiêng khắc khe. Giảm cân. Cân nặng quá mức cho phép sẽ làm tăng mức độ viêm trong cơ thể và ảnh hưởng đến sự hình thành axit uric. Cân nặng tăng thêm cũng có thể khiến thận khó thực hiện công việc lọc chất độc hơn. Vì vậy, quản lý cân nặng là một trong những cách giúp cơ thể tự kiểm soát axit uric. Điều chỉnh chế độ ăn uống. Một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa hoặc giảm mức axit uric là tiêu thụ ít thực phẩm giàu purin hơn trong chế độ ăn uống như rượu, các sản phẩm có đường, chế độ ăn giàu protein. Ăn nhiều món ít cáp hơn và bổ sung nhiều chất xơ hơn trong chế độ ăn uống sẽ giúp cơ thể kiểm soát axit uric. Quản lý insulin. Nồng độ axit uric cao không chỉ dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, còn có thể làm tăng lượng insulin lắng đọng và dẫn đến các tình trạng sức khỏe khác. Giảm căng thẳng. Căng thẳng cao, thói quen ngủ không tốt, lo lắng có thể làm tăng nồng độ lắng đọng axit uric trong cơ thể. Để giảm bớt căng thẳng, chúng ta nên thực hiện thở sâu, yoga hay tập thể dục.